Chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá một ngôi chùa cổ rất lâu đời ở một vùng nông thôn xa xôi của Cà Mau nha. Chuyến đi này thì mình xuất phát từ là thị trấn Sông Đốc nha. Còn con đường này là kênh Sáng Bà Kẹo. Ở đây là ấp Tân Phong, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. Còn ở bên kia bờ sông thì ấp Kinh Sáng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân nha. Con kênh Sáng Bà Kẹo này thì bắt nguồn từ sông Ông Đốc nha. Điểm kết thúc là đầm Thị Tường. Và từ đây đến chùa Mỹ Linh thì phải đi qua hai chuyến phà, qua hai con sông nữa nha mọi người. Đây là đã đến với bên phà đầu tiên nha. Bên phà này thì đi ngang qua đầm Thị Tường, đi qua huyện Phú Tân nha. Ở Cà Mau mà đi qua mấy con sông nhỏ nhỏ này thì phà chỉ chở người và xe máy thôi, chứ không có chở xe ô tô. Mình đang trên chuyến phà đi ngang qua đầm Thị Tường nha mọi người. Đi không có đúng giờ cao điểm thì vắng khách lắm, chỉ có một mình đi một chuyến phà này thôi. Ở đoạn sông này thì có chiều ngang cũng khoảng chừng 400 m. Đây là gương mặt của đầm Thị Tường mọi người. Ở đầm này thì có chiều dài lên đến là 10 km nha. Chiều ngang mà chỗ rộng nhất là 2 km. Gồm có 3 đầm phân biệt rất là rõ nha. Gọi là đầm lớn, đầm giữa và đầm nhỏ. Chúng ta qua bờ sông bên này là ấp Kênh Sáng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân nha. Ở đoạn đường này là trung tâm của xã Phú Mỹ. Mình thì còn phải đi qua một chuyến phà thứ hai nữa, qua kênh Sáng Thọ Mai nha. Chùa Mỹ Linh thì ở phía bên kia bờ kênh Sáng. Từ đầu kênh Sáng Thọ Mai này mà đến với chùa Mỹ Linh thì cũng khoảng chừng 2 cây số nữa nha. Ở vùng nông thôn thì người dân họ thường hay tập trung buôn bán ở mấy cái ngã ba, ngã tư sông rạch như thế này. Nhìn ở đây cũng rất là nhiều tiệm tạp hóa lớn quá nè. Lúc trước thì ở vùng này chỉ đi bằng xuồng thôi, chỉ mới có đường lộ khoảng hơn 10 năm nay. Bên phà thì đơn giản thế này thôi. Có một chiếc phà đang chuẩn bị cập bến mọi người. Ở bến phà Kinh Sáng Thọ Mai này thì họ được phép vận chuyển luôn cả xe ô tô cỡ nhỏ nha. Mình đang trên chuyến phà thứ hai đi qua Kinh Sáng Thọ Mai nha. Ở đầu Kinh Sáng Thọ Mai này thì giáp với đầm Thị Tường và chạy dài đến dàm đình cái đuôi dàm cửa biển Hòa Công. Con đường này thì chạy dài theo kinh Sáng Thọ Mai nha. Nhìn bên đường có một khu đất nuôi tôm công nghiệp lớn quá. Để mình vào bên trong là tham quan chút nha. Ở Cà Mau hiện nay thì chúng ta đi trên những con đường làng. Cách chừng 5-7 hộ gia đình thì chúng ta sẽ bắt gặp một hộ nuôi tôm công nghiệp như thế này nha. Nguồn tôm thiên nhiên ở Cà Mau càng ngày càng sụt giảm, cho nên bà con nông dân phải tiếp tục là duy trì nuôi tôm công nghiệp như thế này để mà kiếm thêm thu nhập. Chủ đất này có một cái diện tích đất quá là rộng luôn nè. Nhìn thấy đầu 7-8 hồ nuôi tôm nhiều quá. Quá tiền có quá hoành tráng luôn mà nè. Ở Cà Mau mà nuôi tôm công nghiệp thì chỉ nuôi con tôm thẻ thôi nha. Chứ còn nuôi các loại tôm khác theo cách này thì sẽ cho năng suất không có cao lắm đâu. Đường lộ nông thôn ở Cà Mau những ngày đầu mới phát triển thì đường lộ chỉ có 1,5 m thôi nha. Chỉ mấy năm gần đây thì được nâng cấp lên là 3 m, gần như là toàn diện, chiếm khoảng chừng 80%. Đã đến với ngôi chùa Mỹ Linh nha mọi người. Từ Cà Mau mà đi đến ngôi chùa Mỹ Linh này thì đi ô tô sẽ rất vô tư luôn. Mình thì cũng mới đến ngôi chùa này lần đầu tiên luôn nha.
Nhìn về tổng quan khuôn viên ngôi chùa này thì không có lớn lắm nha mọi người, có khoảng chừng 4-5 ngàn mét vuông thôi. Ngôi chùa Phật này thì có mặt ở đây từ thời Pháp nha, đã qua rất là nhiều lần trùng tu xây mới, nhưng về phần diện tích thì không có mở rộng thêm nữa. Ở trên các hộp của cộng tam quan thì đều là chữ Tàu hết nha. Việt Nam thì thời phong kiến ảnh hưởng rất là lớn của nền văn hóa Trung Quốc, cho nên cái gì mà có liên quan đến cái cũ cái xưa thì thường hay dùng đến chữ Tàu mọi người. Bước vào cổng thì chúng ta sẽ tiếp cận với chính điện thờ trước tiên. Mình sẽ đi vào bên tay trái của chùa trước nha. Ngôi chùa này thì vào thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì cũng là một nơi che giấu cán bộ hoạt động cách mạng của chúng ta, từ cái thời Pháp mà cho đến những ngày hòa bình luôn. Ở bên này có hòn Nam Bộ siêu phong phủ kính, đẹp quá tay luôn. Đây có cả là thầy trò đường tăng trên đường đi thỉnh kinh nha. Đây, chương bát giới. Còn ở phía trên này là tôn tượng mẹ Quan Thế Âm, là một vị Phật cứu nạn cứu khổ cho chúng sanh. Ở trong nhà phía bên này thì có tôn tượng là Thiên Thủ Thiên Nhãn, đẹp quá tay, hay còn gọi là Thiên Âm Thiên Nhãn thì cũng được nha mọi người. Theo tâm linh thì tôn tượng Thiên Âm Thiên Nhãn này có thể là nghe và nhìn thấy tất cả mọi thứ trên trần gian này nha, và cũng là một vị thần cứu hộ cứu nạn cho chúng sanh. Mình thì cũng đi qua nhiều ngôi chùa mà tượng Phật là Thiên Thủ Thiên Nhãn thì chỉ có ngôi chùa này là đẹp nhất nha mọi người, được chạm trổ khắc họa rất là chi tiết luôn. Ngôi chùa này thì có không gian không có rộng lớn lắm, nhưng mà nhìn qua thì rất là thông thoáng nha. Từ ở trung tâm thành phố Cà Mau mà đi đến địa chỉ này thì khoảng chừng 40 km nha. Nếu chúng ta đi theo đường Kinh Tư thì rất là an toàn luôn nha. Ở các ngôi chùa Phật bên Thái Đạo Bắc Tông thì ngôi chùa nào cũng có thờ hai vị thần hai bên cửa chính điện như thế này nha. Tôn tượng ở phía bên tay trái này là Tiêu Diện Đại Sĩ nha, hoặc gọi là Di Đà Tôn Thiên cũng được. Còn ở phía bên tay phải bên này là tượng Di Đà Hộ Pháp nha. Di Đà Hộ Pháp thì gương mặt luôn luôn lúc nào cũng rất là thông thái và nhanh nhẹn nha, là một vị thần bảo vệ về Phật Pháp nha, mọi người. Một ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa rất là đơn giản, nhưng mà chuông trống đồ thì rất đầy đủ luôn mọi người. Dứt chùa bằng đồng quá to luôn. Ở chính điện thờ các pho tượng nhỏ ở phía dưới là 7 pho tượng dược sư nha, rất là trang nghiêm luôn mọi người. Mỗi một ngôi chùa thì có một phong cách là sắp đặt thờ phụng khác nhau. Còn ba tôn tượng lớn ở phía trên này là Tây Phương Tam Thánh Phật nha. Ở giữa là Phật A Di Đà, ở phía bên tay phải là Quan Thế Âm, và ở phía bên tay trái là Đại Thế Chí Bồ Tát.
Còn tôn tượng lớn ở phía bên trong là Thích Ca Mâu Ni đang tọa thiền trên tòa sen. Mình sẽ đi sang Tam Bảo mọi người. Tam Bảo thì ở phía sau hậu của chính điện thờ, cũng cùng chung một căn nhà này luôn nha. Có tủ sách bên giáo lý Phật giáo rất là đầy đủ các loại sách luôn nha mọi người. Các loại sách này mà khách viếng chùa đến đây thì họ có thể tạm thời mượn đọc thì cũng rất tốt nha.